Tiến Linh cởi áo ăn mừng, huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng. Tiến Linh là người hùng của U23 Việt Nam khi ghi bàn thắng trong hiệp phụ, giúp đội nhà đánh bại U23 Malaysia. Sau khi dứt điểm tung lưới đối thủ, tiền đạo số 9 của đội chủ nhà cởi áo ăn mừng và bị phạt thẻ vàng. Tôi nghĩ các cầu thủ nên có sự tiết chế, có suy nghĩ và không nên nhận những thẻ phạt không đáng có. Các cầu thủ nên tránh những tình huống như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về việc Tiến Linh nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng bàn thắng. Chiếc thẻ này không làm tiền đạo của U23 Việt Nam bị treo giò. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn nhắc nhở các học trò tránh để xảy ra điều này trong tương lai. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam cũng không muốn dành riêng những lời khen cho Tiến Linh. Ông nhấn mạnh rằng bàn thắng quyết định đưa đội chủ nhà vào chung kết bóng đá Nam SEA Games 31 là thành quả của nỗ lực tập thể. Tiến Linh ghi bàn, nhưng bàn thắng này không phải của riêng Tiến Linh mà còn có công sức của nhiều đồng đội. Tôi khen Tiến Linh nhưng không phải mình cậu ấy làm nên bàn thắng đó. Đây là nỗ lực của cả đội, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói, đánh giá về màn trình diễn chung của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận, các học trò của ông vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Dù vậy đây là trận đấu mà U23 Việt Nam thực hiện đúng chiến thuật đề ra và giành được kết quả tốt. Tôi luôn hy vọng các cầu thủ chơi đúng ý đồ chiến thuật và trận đấu diễn ra đúng ý mình, nhưng bóng đá có nhiều sai số, các cầu thủ thi đấu bằng đôi chân nên những gì diễn ra có thể không giống như những gì tôi nghĩ trong đầu, huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam nói. Hôm nay các cầu thủ đã cố gắng thực hiện đúng những gì tôi yêu cầu, kết quả là điều quan trọng nhất. Tất nhiên đội bóng còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng điều quan trọng là phải tập trung cho trận đấu cuối cùng. U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Lê Văn Xuân ở trận đấu này. Chấn thương của hậu vệ mang áo số 2 có vẻ không nhẹ. Văn Xuân được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, phải có chẩn đoán hình ảnh. Chúng tôi mới biết được chính xác nhưng khả năng ra sân của Văn Xuân ở trận chung kết hơi khó. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, ông cùng ban huấn luyện và các cầu thủ đã nghiên cứu băng hình để chuẩn bị phương án đối phó với U23 Thái Lan.